Tiếp tục, một mặt thắt lưng có giá trên 500 triệu đồng. Tại sao? Vì sao? Bởi vì mặt thắt lưng này được chị Lân chế tác hoàn toàn là vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại, giống như là tất cả những cái sản phẩm nổi tiếng của tất cả các hãng lớn trên thế giới đến từ đất nước Thụy Sĩ vậy đó. Và những viên kim cương hoặc sòn thiên nhiên trên đây là những viên kim cương hoặc sòn thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một luôn. Wow, chiếu rực rỡ. Kỳ Lân không biết dùng từ gì để diễn tả được sự chiếu lấp lánh vô cùng của cái mặt thắt lưng này cả. Bởi vì đây là cái mặt thắt lưng size to, size 38, dây 38 và kích thước to theo yêu cầu của một vị khách hàng. Khách hàng yêu cầu là đính cho anh viên kim cương Bali. Và Kỳ Lân bắt đầu tuyển chọn những viên kim cương hoặc sòn Bali đẹp nhất. Tuyển chọn của tuyển chọn của tuyển chọn, có nghĩa là Kỳ Lân nhập về những viên kim cương tuyển chọn rồi, sau đó Kỳ Lân lại tiếp tục tuyển chọn tiếp ra những viên đẹp nhất, nổi trội nhất. Và sau đó Kỳ Lân lại chọn lọc tiếp những viên đẹp nhất có mặt bàn, giác cạnh. Sau đó Kỳ Lân tuyển chọn lọc tiếp những viên mà có những giác cạnh đẹp nhất, chiều cao, độ dày mặt bàn, những viên VVS, và những viên đó phải là đồng nhất với nhau về kích thước, đồng nhất với nhau về độ sạch, độ đẹp. Những viên đó phải tương đồng với nhau. Một viên kim cương tuyển chọn lấp lánh, chiếu rực rỡ, bởi vì đó là viên kim cương đẹp là điều đương nhiên. Nhưng để viên kim cương tỏa sáng nhất thì mình phải đặt kỹ thuật nhất, với kỹ thuật chuyên nghiệp, chuyên sâu về hàng cao cấp luxury. Thực sự mà nói, để diễn tả được cái sự chiếu của viên kim cương này thì qua lời nói không thể nói hết được. Bởi vì ở ngoài mình nhìn vào chiếu lắm luôn. Qua video Kỳ Lân quay bằng điện thoại, cam điện thoại bình thường, nên là mình không thấy rõ sự chiếu lấp lánh của nó bằng ở ngoài trực tiếp. Nhưng mà nhìn như thế này thì ai mà không mê. Trên 500 triệu trọng lượng vàng, tương đương 2 lượng, và 152 viên kim cương hoặc sòn thiên nhiên Bali VVS mà tuyển chọn sàng lọc của tuyển chọn để ra được những viên đẹp nhất, kết hợp với kỹ thuật chuyên sâu, chia ổ hột, cháo hột và cái nền của vàng và ánh bóng của vàng 750 đã tạo ra được một cái sản phẩm mặt thắt lưng đẳng cấp sang trọng thượng lưu, với ánh sáng chiếu lấp lánh của kim cương và ánh bóng của vàng hồng. Và ở trước đây cũng có một clip Kỳ Lân cũng giới thiệu một mặt thắt lưng tương tự chữ BT này rồi, nhưng khác với mặt thắt lưng này. Mặt thắt lưng chữ BT trước thì chữ B là ánh bóng sáng của vàng 750 trơn, không có gắn hột. Chữ T thì có đính kim cương một sòn thiên nhiên. Và mặt thắt lưng chữ BT trước thì chỉ có trên 300 triệu thôi, còn mặt thắt lưng này có giá trên 500 triệu đồng lận. Bởi vì mặt thắt lưng chữ BT kia thì những viên kim cương hoặc sòn này chỉ có 2 ly thôi và chỉ có một chữ T. Đây là cả chữ B và chữ T và đều là từ 3 ly. Và tùy vào hình thể của mỗi người, mình sẽ chọn cái mặt thắt lưng kích thước cho phù hợp. Vì đây là đơn đặt hàng của một vị khách hàng cao to, đẹp trai, phong độ, rất đẳng cấp, nên cần mặt thắt lưng to dành cho dây 38. Bình thường chiều dài của mặt thắt lưng này 32 là tầm cỡ 60 thôi, nhưng mà của cái chữ BT này, size to này cho một vị khách hàng đặc biệt này là tới 80 là vâng. Và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về mặt thắt lưng chữ BT đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.